Tô Đại có được làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hay không? Sáng ngày 3 tháng 8, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại Hà Nội. Nội dung quan trọng nhất của hội nghị là bầu chọn Tổng Bí thư, thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chết. Chủ tịch nước Tô Lâm đang tạm điều hành Đảng và kết quả bỏ phiếu kín ông trúng Tổng Bí thư với tỷ lệ tuyệt đối tới 100%. Đây là sự thay đổi lớn đến bất ngờ. Đánh giá về Tô Lâm, giới phân tích quốc tế cho rằng khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ cao của tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh cho Quốc hội bầu và phê chuẩn diễn ra vào hồi tháng 10 năm 2023, ông Tô Lâm nhận được rất ít số phiếu tín nhiệm cao, kém người dẫn đầu là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Tô Lâm cũng nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị, nắm giữ các chức vụ do Quốc hội bổ nhiệm. Tuy nhiên, tại hội nghị bất thường của Trung ương Đảng sáng ngày 3 tháng 8, khi bỏ phiếu chức danh Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026, ông Tô Lâm lại nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Điều đó cho thấy có sự đồng thuận cao hiếm thấy trong Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nhất là sau hơn nửa năm, nội bộ lãnh đạo thượng tầng của Đảng có những xáo trộn rất lớn về nhân sự. Giải thích vì nguyên nhân dù bỏ phiếu kín nhưng Tô Lâm vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối 100%. Theo giới thạo tin, các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an thừa khả năng để nắm bắt trong số 180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức ai chọn đồng ý, ai chọn không đồng ý. Từ đó Bộ Công an có thể chạm ngay lập tức những ai không ủng hộ Tô Lâm. Lần hội nghị lần này không diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng số 1 Hùng Vương như thường lệ mà lại được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng. Đây có thể là chủ kiến của Tô Lâm muốn xóa bỏ các đồn đoán về mâu thuẫn giữa Chủ tịch nước với giới chức tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Sau khi hội nghị kết thúc tại cuộc họp vào sáng ngày 3 tháng 8, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương đã thông báo việc ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư thay Tổng Trọng với số phiếu bầu tuyệt đối. Nhưng việc Tổng Bí thư Tô Lâm có kiêm luôn chức Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa giống Trung Quốc hay không vẫn còn là vấn đề còn đang tranh luận. Nhiều ý kiến khẳng định truyền thông nhà nước đưa tin và gọi ông Tô Lâm là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là đúng, vì hiện nay ông Tô Lâm đang nắm cả hai chức vụ này. Nhưng tiếp theo ông Tô Lâm có thôi chức Chủ tịch nước để một nhân vật khác lên thay hay không thì chưa có thông tin rõ ràng được đưa ra. Đánh giá về việc Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, giáo sư Thayen từ Úc nhận xét, ông Tô Lâm sẽ đảm nhiệm phần còn lại của nhiệm kỳ Đại hội 13 trong 16 tháng cho đến khi Đại hội 14 được tổ chức. Giáo sư Thayen nói rằng khi Tô Lâm đã là Tổng Bí thư có khả năng, ông sẽ từ chức Chủ tịch nước, sau đó Ban chấp hành Trung ương sẽ đề xuất người thay thế ông lên Quốc hội. Nếu kịch bản này xảy ra, tứ trụ sẽ được khôi phục ở Việt Nam. Có những sự thay đổi bất ngờ, đảo lộn so với những tin tức dò dỉ từ giới thảo tin, nguồn tin nội bộ khẳng định. Bộ Công an trước đó đã tung ra rất nhiều thông tin sai lệch rằng ông Tô Lâm chỉ giữ duy nhất chức Tổng Bí thư, còn chức Chủ tịch nước thì giao cho trưởng thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Đồng thời, nguồn tin cũng khẳng định với Thời báo.d chắc chắn rằng ông Tô Lâm sẽ là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Công an tung tin giả để đánh lừa các báo chí nước ngoài nhằm làm mất uy tín, thật sự tứ trụ giờ trở thành tam trụ. Nói tóm lại, hiện nay Tô Lâm chắc chắn là Tổng Bí thư kiêm chức Chủ tịch nước, cho dù truyền thông nhà nước đưa tin theo một mô típ của báo Đảng với tiêu đề đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Nhưng tiếp theo, ông Tô Lâm có thôi chức Chủ tịch nước để một nhân vật khác lên thay hay không thì chưa có thông tin rõ ràng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin Tô Lâm có được làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Trước hội nghị Trung ương bất thường, vì sao Tô Đại lùi bước sửa mức xử phạt nồng độ cồn? Giới phân tích quốc tế cho rằng Chủ tịch Tô Lâm có tới 99% cơ hội để trở thành tân Tổng Bí thư trong hội nghị Trung ương bất thường sẽ diễn ra 1-2 ngày gần đây. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng trong thời điểm hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đang dẫn trước Tô Lâm với tỷ lệ sát sao 51-49. Điều đó phù hợp với phản ứng của công luận không ủng hộ cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tô Lâm có chính sách siết chặt người dân và làm lợi cho ngành công an. Việc cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng rất nhiều phần trăm tiền phạt khiến cho công luận hết sức bất bình. Đây là một trong lý do khiến Chủ tịch Tô Lâm khó có thể vượt qua Thủ tướng Phạm Minh Chính để giành ghế Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng 14 tới đây. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 2 tháng 8,
Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,2 trên 1 lít khí thở. Bản tin cho biết Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo cho nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phải chăng đây là con bài Tô Lâm đưa ra nhằm xoa dịu dư luận để dọn đường chuẩn bị lên Tổng Bí thư? Theo đó, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất mức phạt giảm mạnh với quy định hiện hành về vi phạm nồng độ cồn với trường hợp chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Công luận đánh giá cao quyết định vừa kể của Bộ Công an và cho rằng đây là điều phù hợp với lòng dân, bởi trên thực tế các quy định về xử phạt nồng độ cồn 0% là điều hết sức bất hợp lý. Nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của số đông người dân, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch và ngành sản xuất rượu bia. 27 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 trên tổng số 450 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, 32 đại biểu không tán thành và 30 đại biểu bỏ phiếu chống. Việc có không nhỏ các đại biểu Quốc hội quyết định không tán thành cũng như không biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là một sự rất bất thường. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 11 tháng 6, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí về đề xuất của Bộ Công an cho lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm. Dù rằng đề xuất này đã được Chính phủ trình Quốc hội vào đầu tháng 3 năm 2024 nhưng đã bị bác bỏ. Theo giới quan sát, quyết định vừa kể trên của Bộ Công an thực chất phát xuất phát ý chí của Chủ tịch nước. Vậy mà ông Tô Lâm đã phải chấp nhận hủy bỏ nội dung bất hợp lý vừa được Quốc hội thông qua trước đó chỉ hơn một tháng. Điều đó cho thấy ông Tô Lâm và phe cánh đang gặp những trở ngại không nhỏ trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại nhiệm kỳ này cũng như tại Đại hội 14 tới đây. Trong khi đó, chương trình tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của Chủ tịch Tô Lâm cũng bị chững lại. Đây là tin xấu trong Tô Lâm và Bộ Công an. Đồng thời, đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi sức mạnh của phe Nghệ Tĩnh sau khi thủ lĩnh Vương Đình Huệ bị Tô Lâm cho đo ván vào tháng 4 năm 2024 phải ra về không kèn không trống. Phải chăng trước Hội nghị Trung ương Đảng bất thường dự kiến sẽ diễn ra vào ít ngày tới, Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh đang chịu sức ép rất lớn từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong khi phe tướng lĩnh quân đội đã liên kết chặt chẽ với phe Nghệ Tĩnh, Chủ tịch Tô Lâm buộc phải chấp nhận lùi bước. Trong cuộc đua tranh giành quyền lực tại nội bộ của Đảng, có nhiều chỉ dấu cho thấy sức mạnh của Tô Lâm và Bộ Công an đang giảm sút rõ rệt, nhất là khi Tô Lâm và phe cánh chỉ nắm số thiểu số trong số Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin trước Hội nghị Trung ương bất thường, vì sao Tô Lâm lùi bước sửa mức xử phạt nồng độ cồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.